Dương Tử là bà hoàng đề cử giải thưởng của lứa diễn viên 9X Hoa ngữ. Dương Tử là nữ diễn viên 9X có thành tích tốt nhất khi được đề cử loạt giải thưởng danh giá. Dương Tử bà hoàng đề cử giải thưởng lứa 9X. Trong số các nghệ sĩ nữ 9X của màn ảnh Hoa ngữ, Dương Tử là cái tên nổi bật nhất. Ngoài giá trị thương mại cao là đại diện của nhiều nhãn hàng và thường xuyên xuất hiện trên các trang biệt tạp chí, nữ diễn viên còn nhận được khá nhiều đề cử giải thưởng tại các lễ trai giải lớn. Mới đây người hâm mộ Dương Tử đã tổng hợp loạt đề cử mà nữ diễn viên nhận được khi ở độ tuổi còn khá trẻ. Năm 2017, Dương Tử nhận đề cử nữ phụ xuất sắc nhất của các giải Bạch Ngọc Lan với vai diễn khử ảnh Oanh trong bộ Hoa Lạc Tụng. Năm 2018, Dương Tử nhận đề cử nữ diễn viên cúp vàng của giải thưởng Kim Ưng với bộ Hoa Lạc Tụng. Năm 2020, Dương Tử nhận đề cử nữ phụ xuất sắc nhất của giải Bách Hoa nhờ vai diễn Vương Lộ trong phim điện ảnh Anh Hùng Liệt Hỏa và mở đời nhất nữ diễn viên xuất sắc lọt vào danh sách đề cử nữ chính xuất sắc nhất của giải Bạch Ngọc Lan với vai diễn Tiểu Yêu trong trường tương tư. So với những nữ diễn viên cùng nửa tuổi như địch đệ nhật ba hay đàm Tùng vận, Dương Tử quả thực có thành tích nổi trội hơn hẳn. Tuy cô nàng chưa nhận được cúp nào, nhưng có nhiều đề cử giải thưởng phim truyền hình lẫn điện ảnh đã cho thấy sự cố gắng cũng như tài năng diễn xuất của Dương Tử. Những năm gần đây Dương Tử liên tục có nhiều bộ phim gây ấn tượng ở cả thể loại hiện đại lẫn cổ trang như Trường Tương Tư Thử Hoàn Ký. Sắp tới bộ phim Trường Tương Tư 2 sẽ lên sóng, dự kiến tiếp tục là tác phẩm khuấy đảo màn ảnh hoa ngữ vào dịp nghỉ hè.